Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của Đạo Tín Audio nha. Thì tiếp tục các video. Hôm nay Đạo Tín Audio sẽ có một con nọc Boehringer, hàng thương hiệu của Đức 3102. Thì cái dòng Boehringer thì chắc bác nào cũng biết rồi, không cần phải giới thiệu nhiều rồi, một thương hiệu rất nổi tiếng luôn. Nọc Boehringer nó có cái đèn trên cần gài này rất là đẹp luôn. Con này thì em bán quá nhiều rồi, nọc Boehringer 3102. Đây, hàng tất cả cũng rất đẹp cho các bác như này. Đấy, mặt mũi này, hàng bãi cũng rất đẹp nha. Con này mà các bác mua mới trên thị trường này nó đang rơi vào hơn 5 triệu nha. Con này hàng bán hàng mới, nếu mà mới đập hộp của Boehringer nhá, nó vào hơn 5 triệu đấy chứ không phải là rẻ đâu. Còn Boehringer này rất là đắt. Và lọc của Boehringer luôn hơi đẳng cấp rồi. Đã nói Boehringer thì cả lưng tiếng hay là lọc Boehringer hoặc là vang Boehringer nó là một cái gì đẳng cấp luôn nhá. Một trong dòng hàng thương hiệu từ Đức. Rồi các bác theo dõi video một bác lại kênh Đặng Tín Audio Simonai nhá. Các bác theo dõi video một bác lại trên bên Đặng Tín Audio Simonai và nhớ đăng ký kênh một đỏ dưới cho em nhá. Đây, 3102. FBQ 3102 hàng đẹp như bác nhé này. Đây đằng sau nó đây. Đằng sau của nó thì vẫn các tín hiệu đầu vào, đầu ra sử dụng giáp calon và 6 ly thì không mua hàng với em các bác biết rồi. Tặng đầy đủ dây giáp phụ kiện cho bác, calon không thêm cái gì. Đấy, khi mua hàng với em các bác biết rồi, FBQ 3102 nhá. Đấy, rất đẹp luôn. Tất cả cần gạt nó còn rất đẹp. À, di chuyển còn rất đẹp luôn. Đây sẽ nói qua cách chỉnh lại con này. Cái này là qua lọc hay không qua lọc thì bắt buộc phải ấn vào cho em nhá, thì con lọc có tác dụng được chưa. Đây là các tần số bát tép, coi gần như là chỉnh bát tép đây, đây to nhỏ. Còn cái này là ấn vào cộng, ấn vào 6 decibel đến giải bát này, nhả ra này 12 decibel đến giải tép này, thường mình sẽ nhả ra nghe tiếng tép sáng. Có các giải tần vẫn từ 20 đến 20k này, giải bát, giải trung và giải tép thì nó tùy chỉnh cho bác như thế này rồi. Còn về có tùy chỉnh theo không gian này các bác làm sao cho nó phù hợp nhá. Đây, nói chung là khi có sử dụng con nọc Boehringer này thì rất ông của bác lực lưng lên rất nhiều luôn, rất nhiều luôn. Và tiếp tục trong ngày mùng 10 tháng 3 này nhá, ngày giỗ tổ Hùng Vương, em sẽ giảm tiếp tục cho các bác. Thì trước đây con nọc này em bán với giá là 2.800.000, nhưng trong ngày hôm nay bác nào chốt giá chỉ còn 2.500.000 bao ship nhá, 2.500.000 bao ship được chưa. 2.500.000 con nọc Boehringer này giá quá tốt cho các bác rồi. Rồi các bác theo dõi video một bác lại kênh Đặng Tín Audio Simonai nhá. Các bác theo dõi video này một bác lại cho bên Đặng Tín Audio Simonai và nhớ đăng ký kênh màu đỏ dưới cho em nhá. 2.500.000 thì bao ship một con nọc Boehringer này nhá, đẹp như thế này. 2.500.000 em bao ship tặng đầy đủ dây giáp phụ kiện cho các bác, quá đẹp rồi. Nói chung là hàng, những cái hàng này các bác yên tâm không chê được đâu. 2.500.000 em bao ship tận nơi tặng đầy đủ dây giáp phụ kiện cho các bác, không thiếu một cái gì. Khi mua hàng mà em có biết rồi nha. Đấy, 2.500.000. Giờ sẽ test nghe cái chất âm của nó một chút nhá. Giờ nghe cái chất âm của con nọc Boehringer này nhá. Đấy, 2.500.000 thôi, em bao ship. Thank you.
nghe cái chất âm của lọc Behringer 342 này thì cực kỳ hay rồi. Thì em xin báo lại giá chỉ có 2.500.000 đến bao ship. Mọi chi tiết mua hàng có liên hệ cho em qua số điện thoại 0916 957 08 nhá. Xin chào các bác, hẹn gặp lại tiếp theo nhá.